bự 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 có. Ăn rồi các bạn ơi. Đó, đó. Đó, cá nhỏ vô trước. Ừ, bự bự bự. Ồ. Thường ếch. Ếch nè, ếch nè. Táp thằng này. Ủa đó, ăn rồi các bạn ơi. Bự lắm. Cá là lên thấy luôn rồi các bạn. Thấy cái bụi sậy không? À, lớn lắm. À, dài lúc ở trên kia luôn. Mà nó bự đó các bạn. Để mình qua bên kia, mình review cho các bạn xem. Chú. Dạ con câu cá rô chú. Đây qua. Đây. Dài dài đây nè các bạn. Thấy không? À, cái chỗ đó cũng ngon lắm nhưng mà chưa câu đâu. À, các bạn thấy cái quầy vừa đã không? Đây cái chỗ rậm rạp thì đã ghê các bạn ơi. Đó nè, đó trên đó là nó phủ ra nha, là chích thủ chích không được luôn, mà phía ngoài á là người ta nuôi lục bình đó các bạn, không có vô được. Đó mấy cái lỗ này nè, em mê chưa. Rồi mình sẽ dọn mấy cái lỗ ở đây dài dài lên mấy cái chỗ này mình câu nha. Có không? Dạ có mấy con chung câu cá rô ở đây nó nhảy ăn lắm. Dạ dạ con đang lên YouTube á. Dạ chú giờ ông đi dở dớn. Ếch này có lý à, mới mới sáng sớm mà thấy con ếch là ngon rồi đó. À, thấy nó bự ghê không? Đó. Đó, bạn thấy không? Nó ăn rồi đó, nó ăn rồi đó các bạn. Nè. Giờ mình đóng nó thôi. Đói rồi đời nào á, ôi quằn cái cằn luôn. Con ếch chào bá luôn. Ếch này ăn là khó xảy lắm. Ếch này giống như ếch nuôi các bạn, ếch nuôi bà con ta nó ra đó, rồi nó ra hoài nó lên, nó ấy phát triển nó lớn nè. Đã không ếch nè. Ồ bự ghê chưa, quá to. Rồi một em sáng sớm. Nó vô nó quần kìa. Mình phét sơ sơ cái lỗ đây nè. Để mình câu các bạn. Đó nó vô nó quần bay 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 luôn kìa. Ồ bự 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 có. Ăn rồi các bạn ơi. Đó, đó. Chạy hả bự. Phét cái lỗ. Phét cái lỗ câu hay có lý không? Cá đẹp ghê không các bạn? Ừ. Quá đẹp luôn. Rồi, tiếp các bạn ơi.
thấy là mê rồi đó. Chứ mà câu hên xui trúng ụ là ngon rồi các bạn. Câu dính con cái nó nhát liền. Ồ, dính rồi các bạn ơi. Ăn cứ ngắt cái dưới luôn rồi đó. Cá nó ăn không đi ta. Cua rồi. Đập chú cua rồi các bạn. Cua nữa rồi đó. Chú tám cẳng hai càng đó. Hỏi các bạn chứ câu mà cặp mé mà gặp cua là coi như là thua nha. Xuống cái lỗ này coi làm sao. Nãy giờ cá nhiều nhưng mà nó nhát các bạn ơi. Cái vô câu được con cái cua nó vô là cá nó chạy hết, nó ăn nhát quá câu bắt không được. Bỏ xuống là nó hút rồi rồi các bạn, con này phải giật dây á nó mới dính nữa nè. Đẹp không, đang mung luôn. Câu vậy mới đã. Rồi, tiếp các bạn ơi. Có cá nhỏ vào trước. Bự bự bự. Ồ, có trái vàng. Ôi. Từ từ. Ai biết ở đây mà có cái cá trái vàng nữa. Nè các bạn. Cá trái vàng đã rơi các bạn ơi. Từ từ để mình lên, khó lên quá. Khó lên nha các bạn, cá chi vàng nè. Thử lên xuống hơi cực. Mới xuống ngay chỗ cái này làm được con cá chi vàng hay đã không thằng, thấy không? Câu mà dính cá trê vàng mới đã chứ, mới mê chứ. Đó. Mê chơi vàng ôm luôn. Chỗ này nó hơi tối. Chứ nó trong bụi lùm mà, nó bắt được rồi đó. Quá đã luôn các bạn ơi.
sáng các bạn ơi. Cái lẩu này ngon quá. Quay cho xuống. Làm như đi ra câu cái gặp ếch hoài rồi các bạn. Đây, lên câu ếch lên cho các bạn xem. Ếch thì cũng khá là to. Ồ, cá rô. Cá rô nó ăn các bạn ơi. Đó. Đó. Có bắt cá bạn coi nè, cá đã ghê không, bạn coi con cá nè, bự không, bự mà còn đẹp nữa. Ừ. Có con ếch mà nó chưa chịu ăn là ăn cá, nó ăn trước. Nó táp thấy không, mình thì thích để cho nó táp cho các bạn xem cho nó đã. Vâng, ớt ớt nè, ớt nè, táp thằng này táp. Ồ, nó bay nó táp các bạn nè, con ớt rồi. Phải nói là con ếch nào nấy nó bự. Đó, con này con thứ hai rồi. Ếch bạn thấy đã không? Đó. Con nào cũng thấy nó to lắm. Tàu nó chạy nhiều quá. Ủa đó, ăn rồi các bạn ơi, bự lắm, cá là lên thấy luôn rồi các bạn. Ôi khủng long, con cá, thấy con cá là bạn hết hồn liền. Ôi con cá này không biết nửa ký hay là lớn, cao hơn nửa ký luôn á. Con cá này các bạn thấy hết hồng chưa? Phan từ từ. Cá này cá rô ông nội luôn. Ừ.
thấy chưa? Con này mình về mình căng gửi đến các bạn xem, quá hợp luôn các bạn ơi. Anh coi cái mít bự nè, cái mít bự này nhá, không rồi mình để lên nè, các bạn thấy chưa? Con cá này là mình từ nào giờ mình chưa câu được con cá nào mà lớn cỡ này các bạn. Điểm thứ nhất nó lớn mà nó còn dài nữa. Quá sướng rồi các bạn ơi. Mới xuống rồi nha, sảy. Mới xuống rồi sảy con Hugo. Đó thằng này các bạn ơi, đó còn sảy nữa không, con nhỏ, con bự thì sảy mà con nhỏ thì bắt. Con này cũng được các bạn, giờ ông chú cũng dở dớn rồi các bạn, đó dở không có ông di chuyển đi chỗ khác à, chung chắc mấy cái dớn rồi. Để mình theo chú coi coi, coi dở dớn rồi có không nha. Đó giờ tàu cũng đánh rồi. Không biết có không đây. Ờ có các bạn ơi, có. Rồi. Đó. Cá nhỏ rồi, cá mè với cá rô. Đó. Chung cái tầm này nó hơi xa nên nó sẽ không được rõ. Thôi mình xin kết thúc clip nha. Thấy cái cảnh quê mà thấy ông chú ổng đi cái đi đặt lợp, thấy cũng thú vị các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video nha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau, bye bye.
Thôi mình cũng xin kết thúc clip các bạn ơi. Là mình câu cũng được mớ ạ. Đặc biệt là có Hugo nha. Rồi gửi đến các bạn xem với được hai con ếch. Rồi, chúc các bạn xem clip thư giãn nha. Nếu mà có thấy hay, thấy vui, thấy thú vị, nhớ tặng cho mình một like nha, để mình có động lực làm video tiếp theo hay hơn nha các bạn. Rồi, bye bye.